Ai à, ghê không? Mấy này nó lừa ráp luôn nè. 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 9 Gò Vấp. Bệnh này là phường 4 nha, phường 9 đâu mình còn không biết luôn á. Hai cục pin đó là 690.000. Anh ráp hồi nãy giờ cũng đang nóng đi. Mà nếu mà nhìn kỹ á, nhìn kỹ là cục pin á, là cục pin này cái đét của nó là cái thời gian bảo hành là từ 2016 luôn, các bạn thấy không? 2016 mà hôm nay là 2022 rồi. Mà này anh ứng nhiêu rồi? 700.000. 700.000 đó. Má thì tức. Nhớ địa chỉ để nhận pin thôi. Nó từ trong vợ da nó nói sập nó trong đây nó đi da luôn, mình quá đơn mình tưởng là nó trong sập nó da. Vợ cái đó rồi. Đi có mấy trăm mà không có chụp. 600 mấy đúng không? 690.000. Không có chụp chứng minh nó lại. Lại là thêm một trường hợp nữa nè. Thì anh gọi nó được không? Hồi nãy nó mới vừa nhận được cuốc phải không? À. Cái thằng người cái địa chỉ nó có lấy địa chỉ đây nè. Rồi. Nó điện qua nó nói anh lấy giùm em hai cục pin đi. Rồi. Rồi ứng đi có gì em qua em đưa anh. Tại vì anh biết không? Hồi nãy giờ cùng một bill, cùng chữ ký, cùng số điện thoại này luôn. Anh rút cục pin em coi thử có được không? Ủa má này chưa có bị qua bữa nay mới bị trợ xui rồi. Rồi đây là lại là hai cục pin nữa này các bạn. Và hai cục pin này là pin giống như pin cái màn này China làm lại, không phải pin chiếc nản nha, nó rất là cũ rồi. Có tay luôn á, giờ không biết sao. Gọi thợ đâu máy à? Hồi nãy nó điện em trước, nó điện là anh nhận giùm em đi rồi đem qua đây em gửi tiền anh. Rồi xin chào các bạn. Y chang luôn nè, y chang cái hóa đơn hồi nãy luôn nè. Rồi đúng rồi, chúc anh may mắn lần sau. Rồi mấy bạn thấy không, đây là cái anh ráp nè, bây giờ tới là gọi không được nè. Thì cái hóa đơn này giao ở từ ngoài, anh này là nói từ ngoài Nhật Tảo vô, vẫn là hai cục pin nha. Rồi cái này là phường mấy anh, phường 4 hay phường 9? Cái nào? Phường 4 à, 159 Nguyễn Thái Sơn nè. Anh Trường vẫn là số điện thoại 364 nè, anh gọi có được không nha. Chắc mượn cục pin nữa anh. Rồi đây lại là cục pin laptop à. Ủa này có mấy cục anh? À này là hai cục nè. Rồi cái này là năm nào là mình không có rõ, nó không có ghi năm nè. Ngày 9, ngày bảo hành 9 tháng. Đây là cục pin nữa này. Cục pin này giống pin laptop cũ các bạn, nó lâu rồi, nhẹ hiều luôn á. À anh gọi không được phải không? Nó bây giờ hiện tại là không có máy các bạn.